Xin chào tất cả mấy anh em. Thì hôm nay anh em công ty Fino của chúng tôi có đến thăm vườn của bên phía anh Biền trồng ớt ở phía bên Tân Nghĩa. Thì hiện tại vườn ớt của anh Biền á, là đã xử lý được hai lần cái chai mà phân bón bổ sung dịch tôm và dịch cá của bên công ty. Thì anh em có thể quan sát thấy á, là cái thân của nó rất là mập này. Đó. Thân mập bắt đầu chồi là nó bung ra. Nhìn lá bóng mướt và rất là đẹp nha anh em. Đây. Và nếu mà anh em nhìn xung quanh cái vườn này á, thì đây anh em có thấy rằng cái vườn này nó mức độ đều của nó là rất là đồng đều với nhau. Dường như là cây nào nó cũng như cây nấy và nó cứ cớ cớ này á. Đó. Cây này thì nó cao hơn xíu này. Đó. Nó cứ cớ này. Thì ở phía trong kia là còn một cái mảnh nhỏ nữa anh cũng đang phun. Thì xíu nữa tôi sẽ đi vô trong kia để mà tôi quay cho anh em coi. Đó, để mình đối chiếu xem là trong này phun rồi ở ngoài này phun rồi phía trong kia phun á, thì hiệu quả nó có như nhau hay là không. Cái này là đợt trước anh dùng cái dòng tôm với cá được mấy lần rồi anh? Được 2 lần rồi. 2 lần thôi. Lớp nó khỏe, lớp của này nó mở lớp đẹp lớp. Yeah. Lớp đẹp. Chặt chọi lá. Cũng đẹp chọi nè. Yeah. Nát ra gì vậy? Im quá anh. Chúng tôi nát cũng mạnh mà tôi tặng cho nó cũng bung lẹ. Dạ. Yeah. Nhưng so sánh với cái chồi nữa là nó mập hơn so với những cái kia không? Mập hơn. Mập hơn, thấy mập rồi ha. Cái luôn cái đọt ớt nó cũng mập, cái đọt ớt nè, nhìn cái thân cái ớt nè nó mập, rất là mập to bề ngang nè, thấy không? Cái vành nó rất là to, rất là non trong luôn á. Cái ớt này nó sung nó khỏe. Nó sung nó khỏe, cái ớt còn đang phát triển. Này cứ 5 ngày là anh phun một cừ hả anh? 5 ngày. Mình gọi là 5 ngày. Hôm bữa nay nó là 3 ngày nè. 3 ngày. Từ 2 ngày. Đợt 2 đó là bữa nay 3 ngày đó. Yeah. Bữa hôm em có quẹo vô nghe chăng bữa anh phun. Rồi. Lô ghé nhiều anh quá, tôi có thấy phiền anh không? Cái thằng ớt rất là mập ớt. Dạ. Mập đều luôn. Cây này nó thì nó mập hơn thằng của thằng bên đây. Bên đây cũng trồng một lượt cái nhau đó. Mà nó cao ngày hơn đó, mình đâu có loại trái đây. Dạ. Đây cái bên này là cũng trồng cùng ngày luôn mà này nó chưa phân tán luôn này, với lại cái ớt cái đó trồng lớn ngày hơn đó, mà ớt người ta cái cây ớt nó nhỏ hơn đó, nó không có loại của mình, nó ta không có xài phân mình đó. Dạ dạ. Này là của em anh đúng không hay là anh em ở sớm nhau vậy đó? Sớm nhau cũng sớm. Nhìn hai bên là nó khác nhau rõ rệt luôn. Này có cái ớt mình rất là đẹp, cây nó mập cây này. Đẹp. Cây bành bành không nè, lùi còn con túa lên nè, lừ chân. Mà tính ra là nó đều cây nữa, nó không có bị lòm chỏm chỗ cao chỗ thấp. Tất nhiên là không thể nào mà cây nào 100% nó cũng như cây nào đấy được. Cây nào cũng vậy, cây này cái chòi là hết hộp luôn rồi, dịch luôn rồi, dưới dần dần chòi luôn. Mà là như cái chòi chứ bây giờ nó không ấy đi chăng, mà nó căng được yêu cầu cái tàn cho nó quấn tàn cho lẹ, nó mạnh tàn nó bung ra bự rồi mập tàn rồi nhiều. Trái cũng chẳng sai. Dạ đúng rồi, rất là sai trái, nó lên trái nữa, lên dĩ đẹp dữ dằn trái luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh em đã coi video nha. Các chú hãy nhấn like để ủng hộ tụi con và để video này được tiếp cận với nhiều người hơn. Để đón xem những video kế tiếp của tụi con, các chú hãy nhấn vào đăng ký. Và để xem những video khác mà tụi con đang có, các chú hãy nhấn vào đây. Đây là trang của tụi con mới tạo và đây là những video mà sắp tới tụi con sẽ đăng lên những thông tin hữu ích cho các chú. Con xin trân trọng cảm ơn.